Lucas Hernandez, ông chủ nhỏ không bao giờ lùi bước. Trong một ngày mà các chân sút Barca bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, thì pha lập công của hậu vệ người Pháp đã mang về lợi thế tâm lý cực lớn cho Bayern Munich. Về phần bản thân, bàn thắng ghi được ở đấu trường Champions League cũng phần nào giúp Lucas Hernandez tìm lại sự tự tin sau quãng thời gian dài thi đấu chệch choạc do bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Khoảng 2 năm trở lại đây, mặc dù chưa thể hiện được phong độ xuất sắc như kỳ vọng, một phần có thể do đội bóng xứ Bavaria liên tục thay đổi nhân sự ở tuyến dưới, nhưng Lucas Hernandez đã phần nào cho thấy mình hoàn toàn đủ năng lực để gánh vác vị trí trung vệ của Bayern. Anh già dơ, ổn định và bớt nóng nảy hơn. Thêm vào đó, sự phát triển về mặt thể hình, thể chất cũng giúp cho ngôi sao 26 tuổi này có thể sẵn sàng cho bất kỳ tình huống va chạm nào. Một bàn thắng tất nhiên chưa thể nói lên quá nhiều điều, nhưng đối với cá nhân trung vệ người Pháp, đây thực sự là khoảnh khắc đánh dấu cho niềm tin trở lại của một ông chủ nhỏ mang tên Lucas Hernandez không bao giờ chấp nhận lùi bước trước bất kỳ đối thủ nào. Bóng đá 24 giờ sống trên đường pitch.